Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn Nhật Linh để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai. Thì hôm nay có cằn thăng, me chua và một số mẫu đơn cây giống nha quý cô chú anh chị. Thì số điện thoại liên lạc thì có ghi tiêu đề nha, quý cô chú anh chị gọi điện trực tiếp để mua hàng hoặc nhắn tin qua Zalo nha. Rồi, chào anh Linh này. Dạ, chào khán giả xem kênh anh LTK. Hôm nay em cũng xin phép tiếp tục giao lưu lên một cái clip mới, những mặt hàng quen thuộc thôi nha, cũng như tầng thang trang với me với một số cây giống như là sam trá với sam siêu bông nha chú bác anh chị. Dạ, không làm mất thời gian chú bác anh chị, em xin phép lên phôi đầu tiên ha. Số điện thoại liên lạc không anh? Số điện thoại giao lưu là 0033429428, Zalo cũng là số này nha chú bác anh chị. Dạ rồi, em xin thông số cây đầu tiên nha. Dạ, khoai đầu tiên là tầng thang mã số 0 nha chú ba anh chị. Quay chậm thôi, quay chậm quay vòng cái đo được. Rồi, chiều cao của nó là 28, hoành thân nha chú ba anh chị. Dạ rồi, 33 hơn nha. Dạ rồi, em xin phép giao lưu là 400k nha, bao sóng bao ship toàn quốc, khoai tầng thang nha chú ba anh chị. Cây rất là lùng lực nha. Rồi, kế tiếp là mã số 1, vẫn là phôi tầng thân nha. Đây rồi, 33. Bình cũ nó là 31 hơn. Dạ rồi, 250k luôn. Bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị. Chú bác anh chị mua cây thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn em ha. Giá cả thì mình đừng hạ lượng, giờ có mua số lượng này kia đó. Dạ, 25. Hình cũ nó là 34. Dạ rồi, mã số 2 là 250k luôn. Phôi này rất là lùng lực nha chú bác anh chị. Dạ rồi, kế tiếp là mã số 3. Dạ rồi, 35. Chiều cao. Dạ, 33 đúng nha chú bác anh chị. Dạ rồi, 250k luôn, mã số 3 phôi trần thân nha chú bác anh chị. Nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị, yên tâm khi mua cây nhà vườn chúng em nha. Dạ, mã số 4. Dạ rồi, tán bay của nó là 39. Dạ, 34. Dạ rồi, mã số 4 là 200k, bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị. Rồi, mã số 5 luôn. Dạ, 24. Dạ, 30 nha chú bác anh chị. Dạ rồi, mã số 5 là 250k luôn, bao sóng bao ship toàn quốc. Bộ đế này về mình có thể khai thác thêm được nữa nha chú bác anh chị. Dạ rồi, mã số 6 luôn. Cây này dáng này rất đẹp nha chú bác anh chị. Dạ, 39. Bộ đế này về mình còn khai thác thêm được nha, cái phôi này. Dạ, 36 hơn. Dạ rồi, 250k luôn chứ bác anh chị ơi. Dạ rồi, còn mã số 7 nha chú bác anh chị. Cái này dáng lượng lắc rất là đẹp ha. Dạ rồi, 36. Quỳnh thăng của nó là 21 hơn nha chú bác anh chị. Dạ rồi, 250k luôn, pho trần thăng nha chú bác anh chị. Nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc nha. Rồi, mã số 8 luôn. Cây này nó mini nhưng mà là cái độ lượng lắc nó rất là đẹp nha chú bác anh chị, rất là có duyên, rất là có dáng nha. Dạ, 24. Dạ rồi, quỳnh thăng nó là 23 luôn. Dạ rồi, 200k luôn, bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị. Kế tiếp vẫn là phôi cần thăng ha. Rồi, mã số 9. Chiều cao của nó là 33. Cái hoành, bề hoành của nó là 20 hơn ha. Dạ rồi, mã số 9 là 200k luôn, bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị. Nay nhà vườn em lên là đủ mặt hàng ha, nhỏ lớn có, bự nhỏ có, lớn có ha, to có ha.
Rồi, mã số mự. Chiều cao nó là 28. Nhỏ nhưng mà mình chơi cây mini cũng rất là đẹp nha chú bác anh chị. Dạ 24. Dạ rồi, mã số mự là 250k chú bác anh chị mình ơi. Nhà vườn em bao sóng bao ship toàn quốc nha. Chú bác anh chị mình có mua số lượng thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn của em nha. Qua số điện thoại là 0334 294 528 nha chú bác anh chị. Dạ, chiều cao nó là 31. Cái bề hoành của nó là 31 hơn 32, 32 yếu xíu. Dạ rồi, mã số 11 là 250k luôn nha chú anh chị. Rồi, mã số 12 chú anh chị ơi. Cây này mini nhưng mà dáng rất đẹp nha chú anh chị. Dạ 25. Bề hoành của nó là 19 nha chú anh chị. Dạ rồi, mã số 12 là 200k luôn, bao sóng bao ship toàn quốc. Dạ rồi, mã số 13 chú anh chị ơi. Cây này dáng lượng lắc rất đẹp nha chú anh chị. Dạ 20 43 chiều cao. Em đo hoành thân của nó là 24 nha chú anh chị. Dạ rồi, 300k luôn, bao sóng bao ship. Cái phôi này là nhiều mình còn khai thác được nữa nha chú anh chị. Chú anh chị nhìn có thể biết ha, cái chậu này còn rất là dài ha. Tại em khai thác chưa có hết. Chú anh chị mình có thể về chơi đế sổ hay khai thác thêm được nữa ha. Dạ mã số 14. Dạ 35. Bề hoành của nó là 27 nha chú anh chị. Dạ mã số 14 là 300k luôn, bao sóng bao ship toàn quốc. Cây dáng rất là quái, rất là lượng lắc, rất là đẹp nha chú anh chị mình. Mỗi cây nó có cái dáng thế khác nhau nha, không cây nào giống cây nào nha. Rồi, mã số 15. Bây giờ mình chơi là cây là phôi là không đụng hàng ha. Phôi này không đụng hàng phôi kia. Dạ 33. Cây này dáng rất có duyên, rất đẹp nha chú anh chị. Dạ 31. Rồi, mã số 15 là 300k nha chú anh chị, bao sóng bao ship toàn quốc nha. Cây này rất là có duyên ha. À, cây này thấy dáng rất đẹp ha. Rồi mã số 16 luôn chú anh chị mình ơi. Dạ rồi 31 nha chú anh chị. Em lo hoành thân của nó là 22 hơn nha. Rồi mã số 16 là 300k luôn, bao sóng bao ship toàn quốc. Cái như cái khoai này có thể gì mình còn khai thác được nha chú anh chị. Dạ rồi, mã số 17 luôn. Cây này nó hơi mini nhưng mà cái dáng rất là đẹp nha chú anh chị. Dạ 32. Dạ 25 hơn nha chú anh chị. Dạ rồi, mã số 17 là 250k luôn. Nhà vườn em bao sóng bao ship toàn quốc nha chú anh chị mình. Rồi, mã số 18. Cây này rất là có duyên nha chú anh chị, dáng rất đẹp nha. Dạ 32. Dạ 31 nha chú anh chị. Dạ mã số 18 là 250k luôn, bao sóng bao ship toàn quốc nha chú anh chị. Nay nhà vườn em tiếp tục lên clip mới thì cũng rất mong được sự ủng hộ của chú bác anh chị qua số điện thoại là 0334 294 528 nha chú anh chị, Zalo cũng là số này luôn. Chú bác anh chị mình có thể mua số lượng nhiều hoặc là số lượng nhiều hơn nữa, có thể giá cả mình thương lượng tại vườn ha. Nhà vườn em có thể để giá sát thiệt sát cho chú bác anh chị mình có thể mua đi bán lại ha. Hoặc là về mình mua mình nuôi lại cũng được. Giá rất mềm mình thôi mình nuôi lại cũng bán cũng có thể rất là nhiều ha. 32. Cây này rất đẹp nha chú bác anh chị. Dạ 28 chú bác anh chị ơi. Mã số 19 là 300k nha chú anh chị. Cây này dáng rất đẹp nha. Dạ rồi, mã số 19. Dạ rồi. Mã số 20, cây này dáng rất là lùng lực nha chú anh chị. Dạ rồi, 35 chiều cao nó nha. Nắm đo cái hoành thân của nó ha. Dạ 35 luôn nha chú anh chị.
Dạ rồi, mã số 20 là 350k nha. Nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị. Cây rất là lùng lực, rất là có dáng nha. Rồi mã số 21. Cây này mình chơi dáng trực lắc cũng rất đẹp nha chú bác anh chị. Dạ rồi, 33 chiều cao. Dạ 28 chú bác anh chị mình ơi. Dạ 250k luôn. Mã số 21 là 250k, bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị, phơi cần thăng nha chú bác anh chị. Dạ rồi. Rồi mã số 22 luôn, tiếp tục vẫn là phơi cần thăng nha chú bác anh chị. Cây này dáng lượng lắc rất là đẹp nha. Đó, mình có thể mình chơi thế nào thôi, mình điều chỉnh theo cái sở thích của mình ha. Ví dụ dáng bay, dáng đổ, dáng chật gì đó thì mình có thể mình chỉnh theo sở thích của mình. Mỗi người có sở thích khác nhau ha. Mã số 22. Dạ 34. Dạ 25 nha chú bác anh chị mình. Rồi mã số 22 là 250k luôn, phôi cần thăng nha chú bác anh chị. Dạ rồi tiếp tục vẫn là phôi cần thăng mình ha. Rồi mã số 23. Cây này nó hơi mini nhưng mà dáng rất đẹp nha chú bác anh chị. Những cái thế này rất là đẹp. Dạ 32. Cái phôi này phải gì mình còn khai thác được nha chú bác anh chị. Dạ 36. Dạ 250k luôn, mã số 22 nha chú bác anh chị. Rồi mã số 24 luôn. Cây này rất là có duyên ha. Rồi mã số 24, phôi trần thân nha chú bác anh chị. Chiều cao của nó là 31. Tổng hoành của nó là 32 nha chú bác anh chị. Mã số 24 là 250k luôn, phôi trần thân nha. Nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc chú bác anh chị mình yên tâm khi mua cây nhà vườn của em ha. Rồi mã số 25 luôn chú bác anh chị ơi. Cây này mini nha chú bác anh chị. Dạ 26. Hoành thân của nó là 16 hơn luôn nha chú bác anh chị. Dạ rồi mã số 25 là 200k, bao sống bao ship toàn quốc. Cây này mini nhưng mà dáng rất đẹp nha chú bác anh chị. Giờ mình đã từng lá có thể là phúng tược, có thể là mình vẽ cây hình phẩm theo sở thích của mình rồi. Từng lá hạt nửa tháng là nó phúng tược rồi, cái dòng tầng thân này nó rất là dễ phúng tược nha. Rất là dễ sống. Dạ 24. Tháng 3 của nó là 28 nha chú bác anh chị. Hoành thân của nó là 18. Dạ rồi mã số 24 là 200k luôn. Phôi cần thăng nha chú bác anh chị. Dạ rồi. Tiếp tục mã số 26 phôi cần thăng luôn. Dạ 24 nha chú bác anh chị. Dạ 33. Dạ rồi mã số 26 là 200k, bao sống bao ship toàn quốc. Dạ rồi. Tiếp tục mã số 27 nha chú bác anh chị. 21. Tổng hoành cũ của nó là 32 hơn 32. Dạ rồi mã số 27 là 200k luôn. Phôi này về mình khai thác xuống được nữa nha chú bác anh chị. Mình chơi đến sổ hơn mình khai thác xuống thêm nha. Mã số 28 luôn. Dáng trực lắc rất đẹp nha chú bác anh chị. Bộ cũ cũng rất có duyên nha. Dạ 36. Hình cũ của nó là 33 hơn 34 chứ. Dạ rồi 34 nha chú bác anh chị. Rồi mã số 28 là 250k luôn, phôi cần thăng nha chú bác anh chị. Rồi mã số 29 luôn chú bác anh chị ơi. Phôi này rất là có duyên, rất đẹp nha. Phôi này rất là to ha. 43. Hoành thân của nó là 39 nha chú bác anh chị. Dạ rồi mã số 29 là 350k luôn, phôi cần thăng nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị. Ta tiếp vẫn là phôi cần thăng tiếp tục nha. Rồi mã số 30. Dạ, em đo chiều cao của nó là 34. Tổng hoành của nó là 29 nha chú bác anh chị. Dạ rồi 250k luôn, bao sống bao ship toàn quốc, phôi cần thăng nha chú bác anh chị. Dạ rồi mã số 31 luôn.
Cây này gắt là có duyên nha chú anh chị. Giờ rồi 33. Và cần thăng này gắt là dễ sống nha chú anh chị. Dễ sống, dễ chăm sóc lắm. 29. 31 là 250k luôn. Mã số 32 nha chú anh chị. Dạ rồi 39. Tổng hoành của nó là 33 nha chú anh chị. Dạ rồi 33, 30, mã số 32 là 250k nha chú anh chị. Dáng lượng lắc rất đẹp nha. Dạ rồi mã số 33. Cây này rất là có duyên nha chú anh chị. Rất là ngộ cây ha. Rồi 24. Tổng hoành cũ của nó là 31 hơn nha chú anh chị. Dạ, mã số 33 là 250k luôn, phôi cần thăng nha chú anh chị. Dạ rồi mã số 34 luôn. 27 chiều cao. Tổng hoành của nó là 29 hơn nha chú anh chị. Dạ rồi, mã số 34 là 250k luôn, phôi cần thăng dáng lượng lắc rất đẹp nha chú bác anh chị. Bộ đế này về mình có thể khai thác xuống được nữa nha. Tại nó còn rất là sâu xuống ha. Mình chơi đế sổ mình có thể mình khai thác thêm. Cây này rất là lùng lực nha chú bác anh chị, mã số 35. Dạ rồi, 20. Hoành nó là 31. Rồi, mã số 35 là 250k, cây này rất là lùng lực nha chú anh chị. Rồi mã số 36. 33, 32 chiều cao. Tổng hoành của nó là 31 nha chú anh chị. Rồi mã số 35 là 250k luôn, phôi cần thăng nha. Cây này rất là lượng lắc rất đẹp nha chú anh chị. Nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc chú anh chị, mình yên tâm khi mua cây nhà vườn của em nha. Dạ rồi, mã số 37. 36 chiều cao. Hoành của nó là 34. Dạ rồi, mã số 37 là 250k luôn. Cây dáng rất đẹp nha chú anh chị. Rồi, kế tiếp là em có một số cặp mini giao lưu chú anh chị mình nha. Rồi, mã số 38. Cây này rất, cặp này rất đẹp nha chú anh chị, em giao lưu cặp nha. Rồi em đo một cây đại diện ha. Rồi 21. Dạ 31 luôn nha chú anh chị. Rồi mã số 38 em giao lô cặp này là 400k nha chú anh chị. Bao sống bao ship toàn quốc nha. Rồi mã số 39 luôn. Cặp này rất là mini nha. Rồi mã số 39 là 300k luôn nha chú ba anh chị. Dạ rồi, mã số 39 300k, cặp phôi cần thăng. Tiếp tục chẳng là cặp luôn nha chú ba anh chị mình. Hai cây này nó cũng rất là tương xứng nha. Rồi mã số 41. Dạ rồi, mã số 41 này là 300k luôn nha chú ba anh chị. Một cặp 300k phôi cần thăng mini. Rồi tiếp tục vẫn là số 19 cặp luôn nha chú ba anh chị. Ở mã số 42 lộn xin lỗi. Rồi mã số 42 luôn. Một cặp cần thăng mini chỉ có 300k thôi nha chú ba anh chị. Cặp này giá rất là mềm, cũ rất đẹp nha chú ba anh chị. Bộ đế này có thể mình gì mình khai thác thêm được nữa nha. Dạ rồi. Tiếp tục vẫn là cặp luôn nha chú ba anh chị. Rồi để em đo phỏng cho chú ba anh chị mình xem cái ha. Nãy giờ. Rồi mã số 43 chú ba anh chị ơi. Em đo cái phôi này đi ha. Phôi nào cũng được, nó cũng tương xứng không à. Dạ 31. Tổng hoành của nó là 29 nha chú ba anh chị. Dạ rồi mã số 43 là 300k luôn. Một cặp có 300k thôi nha chú ba anh chị. Cây mini nhưng mà dáng rất là đẹp nha chú ba anh chị.
rồi vậy luôn. Rồi mã số 44 luôn. 39. À, chính cái hoành thăng của nó coi. Hoành thăng nó có 19 à nha chú bác anh chị. Rồi cặp mini này em xin phép vô lô mã số 44 là 350k nha chú bác anh chị. Dạ rồi. Rồi cặp này cũng rất tương xứng nha chú bác anh chị. Rồi mã số 45 luôn. Mã số 45 em xin phép giao lô cặp này là 300k. Trong lúc mình quay phim có những phần nào mà chưa rõ thì chú bác anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn em sẽ đo chính xác lại cho chú bác anh chị mình ha. Ví dụ mà những cây mà chú bác anh chị mình mà chốt có phần nào mà chưa rõ đó thì nhà vườn em sẽ kết bạn giao lô đi, nhà vườn em sẽ chụp hình rồi gửi chi tiết thêm qua cho chú bác anh chị mình ha. Rồi mã số 46 luôn. 36 nha chú bác anh chị, chiều cao. Rồi 30 chú bác anh chị ơi. 46 là 350k luôn, phôi cần thăng nha chú bác anh chị. Mã số 46 một cặp phôi cần thăng, mã số 46 là 350k. Kế tiếp là mã số 47 luôn, hai cặp cặp này rất là tương xứng nha chú bác anh chị. Dạ rồi. Mã số 47. Em đo phỏng cây nha, phỏng một phôi nha chú bác anh chị. 24 chiều cao. Hoành thăng của nó là 18 hơn nha chú bác anh chị. Rồi mã số 47 là 300k luôn. Này là cặp nha chú bác anh chị, một cặp mã số 47 phôi cần thăng là 300k. Kế tiếp vẫn là cặp luôn nha chú bác anh chị, mã số 48. Rồi mã số 48 luôn chú bác anh chị ơi. Dạ em xin phép giao lô cái cặp này là 300k nha chú bác anh chị. Cây này tột cũ rất đẹp nha. Rồi. Rồi mã số 49 luôn. Em đo phỏng một cây ha, phỏng một phôi ha. Dạ 28. Còn thân của nó là 19 hơn nha chú bác anh chị. Dạ rồi mã số 49 là 300k luôn, một cặp 300k phôi cần thăng nha chú bác anh chị. Chú bác anh chị mình có mua số lượng thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn em nha, qua số điện thoại là 0334294528 nha chú bác anh chị. Rồi kế tiếp em cũng có một số phôi trang vàng lá nhỏ, xin phép giao lưu cùng chú bác anh chị mình nha. Chú bác anh chị mình thích ưng ý cây nào thì chốt thì ủng hộ nhà vườn em nha. Rồi mã số 50. Phôi này rất đẹp nha chú bác anh chị. Dạ 21. 26 hơn nha chú bác anh chị. Rồi mã số 50 là 300k luôn, phôi trang vàng lá nhỏ. Kế tiếp là mã số 51. Chiều cao nó là 22. Tổng hoành của nó là 22 hơn. Rồi mã số này là 250k phôi trang vàng lá nhỏ nha chú bác anh chị. Hoa trang vàng lá nhỏ này nó cũng rất là dễ sống nha, cũng không có cần tưới nước nhiều, cũng như hoa cần thăng mình vậy, nó không cần tưới nước nhiều, chỉ xương ướt xương xương là được rồi. Mã số 252. Dạ 20. Tổng hoành của nó nha chú bác anh chị, tổng hoành của nó là 28 hơn. Rồi mã số 52 em xin phép giao lưu là 250k luôn, phôi trang vàng lá nhỏ, cây nó đâm chồi sống khỏe chú bác anh chị yên tâm nha. Rồi mã số 53 luôn, cây này lùng lực rất đẹp nha chú bác anh chị. 20 chiều cao, tổng hoành của nó là 24 nha chú bác anh chị. Cây này lùng lực dáng rất đẹp nha. Rồi mã số 53 là 300k luôn, phôi trang vàng lá nhỏ. Bộ đó nó về mình có thể khai thác thêm được nha chú bác anh chị. Rồi mã số 56. Phôi trang vàng lá nhỏ. 18 chiều cao. 21 nha chú bác anh chị, tổng hoành của nó. Dạ rồi mã số 54 là 200k luôn, bao sóng bao ship. Cây này nó mini nhưng mà rất đẹp nha chú bác anh chị. Dáng lượng rất đẹp nha.
Rồi mã số 55, tiếp tục vẫn là hoa trang vàng lá nhỏ. Chiều cao của nó là 24, tổng hoành của nó nha em đo cái này tổng hoành cho ba anh chị là 36 hơn. Dạ rồi, mã số 55 là 250k luôn, pho trang vàng lá nhỏ. Cây nó sống khỏe hết rồi nha chú ba anh chị mình. Đâm tược. Đâm trời sống khỏe. Mã số 56 luôn. Cây này lùng lực dáng rất đẹp nha chú ba anh chị. Dạ 19. Tổng hoành của nó là 25 hơn nha chú ba anh chị. Rồi, mã số 56 là 250k luôn, pho trang vàng lá nhỏ. Mã số 57. 25 chiều cao. 29 hơn nha chú ba anh chị. Mã số 57 là 250k luôn. 57 là 250k. Rồi mã số 58 nha chú ba anh chị, pho trang vàng lá nhỏ. Cây này lùng lực dáng rất đẹp nha chú ba anh chị. 24. Tổng hoành của nó là 19 hơn nha chú ba anh chị. Bộ đế này có thể mà gì mình khai thác được nữa nào, cây nó sống khỏe mình có thể khai thác được nữa nha. Dạ rồi mã số 58 là 200k luôn. Rồi mã số 59 chú ba anh chị ơi. 17 chiều cao. Tổng hoành của nó là 19 hơn. Mã số 59 là 200k. Pho trang vàng lá nhỏ. Rồi tiếp tục thì em cũng có một vài phôi me nha chú ba anh chị. Rồi mã số 60 luôn, cây đâm chồi sống khỏe chú ba anh chị ơi. Dạ rồi. Bộ đế này về có thể mình cây nó sống khỏe mình có thể khai thác được nữa nha chú ba anh chị. Bộ đế gắt quá nha. Dạ 46. Em đo tổng cái hoành của nó nha. Rồi 48 nha chú ba anh chị. Rồi mã số 60 là 300k. Phôi me chua dáng quái. Cây đâm chồi sống khỏe. Tiếp tục vẫn là cái phôi me chua dáng quái nha chú ba anh chị. Mã số 61. Cây đâm chồi sống khỏe chú ba anh chị ơi. Cây này gì mình hay mình dưỡng cho nó tốt khỏe khỏe chút xíu, khoảng tuần lễ là mình vô dây mình chỉnh sửa theo ý thích của mình được rồi đó nha chú ba anh chị. Mã số 33. Củ này đặc nha chú ba anh chị. Mã hoành củ của nó là 33 luôn. Phôi me chua dáng quái. Mã số 61 300k luôn nha chú ba anh chị. Rồi tiếp tục thì em cũng có một số cây giống giao lưu cùng chú ba anh chị mình nha. Rồi mã số 62 là sâm núi trái, cây giống nha chú ba anh chị. Rồi mã số 62 sâm núi giống 34 cây trong chậu 7, chậu C7 là 100k. Nhà vườn em bao sống bao ship nha chú ba anh chị. Chú ba anh chị mình có mua số lượng thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn em nha. Số lượng nhà vườn em có rất nhiều cái sâm núi trái nha. Rồi tiếp tục là sâm siêu bông nha chú ba anh chị. Sâm siêu bông này là mã số 63. 4 cây trong chậu 7 là 100k. Nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc, cây sống khỏe hết nha chú ba anh chị. Bộ rễ nó rất là già cây nha. Rồi cuối clip thì em cũng rất mong được sự ủng hộ của chú bác anh chị qua số điện thoại là 0334294528. Và em nhà vườn em chân thành cảm ơn chú ba anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua. Dạ chân thành cảm ơn.